Vâng, đây là cặp bot vèo sáng nha các bác, bot 301 series 4. Hàng tuyển về giá cũng vẫn như cũ nha, 7,5 triệu, chuyển khoản đủ thì bớt 200, còn 7,3 triệu. Rồi em vào video chính luôn. Chi tiết chính đây là ekanjin của nó, rất là đẹp nha các bác. Giờ sẽ quay chi tiết thùng quách để các bác cùng xem độ đẹp của cặp loa này. 7,500,000, nếu các bác chuyển khoản đủ thì bớt 200, còn 7,3 triệu. Giá luôn luôn bao ship cho các bác. Nó đúng cặp nên là tiếng loa đều nhau. Đấy, gân zin, tất cả là nguyên bản hết nha các bác, nguyên bản hết, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đấy, gân này các bác xài 5-10 năm vẫn thoải mái nha, cứ xài kỹ là bình thường, hát đúng cường độ âm thanh là ok. Đấy, thùng quách rất là đẹp nha các bác. Đây, đây là loa mic của sản phẩm. Và bên đây là loa chép. Hàng là hàng Mexico nha các bác. 301 CD4 là hàng Mexico, loa chép. Đây có cái thay nấm rất là đẹp. Đây vuông thành sát cạnh cho các bác nha. Đấy. Đây phía sau. Đây phía sau. Hàng là hàng Mexico. Đây vuông thành sát cạnh nha các bác. Đấy, vuông thành sát cạnh nha. Chủ yếu là cái tuyến lo bát nha các bác. Đúng cặp là nó sẽ đều mèo. Đấy. Đều mèo, trồng mèo nhau nha, trồng mèo nha. Đây là cặp loa karaoke của hãng Boss, được anh em xanh lùng chơi gia đình. Đấy. Em luôn luôn để giá tốt nhất cho các bác là 7,5 triệu, còn các bác nào chuyển khoản đủ thì 7,3 triệu. 7,5 triệu các bác cọc tiền ít nhất 1 triệu nha, để em ship hàng tận nơi cho các bác. Còn số tiền còn lại thì các bác tới nơi nhận hàng, kiểm tra ok các bác thanh toán số tiền cho em. Đấy, tất cả là hàng bao zin hết cho các bác, tất cả chạy hoàn hảo hết. Cặp trước á, cặp video trước thì bán rồi nha các bác, bán ngày hôm qua rồi. Cặp đây về hồi sáng thì em quay giới thiệu cho các bác luôn. Cặp nào em cũng tuyển rất là kỹ nên các bác yên tâm về cái vấn đề khâu độ đẹp của sản phẩm để các bác trưng bày mua nó xứng đáng cái đồng tiền. Đây, các bác liên hệ cho qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình nha, hai số này số của em nha.